Xong. Mùi hương thật dễ chịu, lại có tiếng nhạc du dương nữa chứ. Hay quá, đúng là thần kỳ. Ủa, ai sáng tạo ra cái hộp này vậy ta? Là mình chứ là ai? Thiên tài quá đi. Anh Phong ơi, anh Phong. Ủa Ly, anh Phong cho em mượn cái máy chụp hình đi. Đợi đi, anh lấy cho. Ủa, anh đang ngửi gì vậy? Hả? Anh đang hít cỏ cây từ thiên nhiên đó mà. Hít cỏ cây? Trời ơi, anh làm gì vậy? Nè, em nói cho anh biết nha. Bây giờ anh hư hỏng đúng không? Trẻ không chơi xong già đổ đốn đúng không? Bây giờ anh hít hít ba cái này hả? Hả? Đổ đốn cái gì? Anh còn hỏi nữa hả? Cái này là cái gì? Anh hít cỏ giữa ban ngày ban mặt mà anh còn dám nói là anh hít cái gì nữa hả? Em nghĩ cái gì vậy? Đây là bông cỏ từ thiên nhiên, nó tỏa ra mùi thơm rất là dễ chịu. Hít cỏ cái gì? Em nghĩ bậy bạ. Thì em thấy anh ngồi anh hít hít mấy cái này. Không phải hả? Không phải. Đưa hộp đây. Giới thiệu cho em biết sản phẩm mới do chính tay anh làm. Đây là chiếc hộp thần kỳ. À, anh thấy ở bên nước ngoài người ta làm nên anh với bạn anh thử làm theo. À dè, yeah, quá thành công. Cái này anh làm á, dành tặng cho khách. Hít thử. Mùi gì mà khó chịu gần chết. Có thơm tho gì đâu mà anh giới thiệu nghe tinh tế quá. Bỏ đi anh, bỏ đi. Ừ, chắc cái loại này nó không có hợp với em. Thôi để anh nghiên cứu một cái loại nào khác đó, rồi anh cho em hít sao. Achi. Gì vậy cha? Trời ơi, sao làm gì mà anh xịt phòng mà anh xịt quá lố vậy? Tôi đi từ ngoài cổng là nghe thơm phức luôn á. Ủa, ở đây có chuyện gì không? Có mấy quà. Quà tính hỏi anh là mấy cái hình mà hôm bữa nhờ anh chụp quảng cáo cái quán em á, có chưa? À, có rồi. Để tôi đi lấy cho, chờ tôi một chút. Cảm ơn anh. Ly coi, em coi coi. Đừng có phá đồ của anh nữa nha. Để đó. Ý, hả? Trời đất ơi, thì ra hương thơm phát ra từ đây. Cái gì mà dễ thương vậy ta? Ôi chứ có nhạc nữa nè. Nè cha. À, cảm ơn anh. Ừ. Xả đây. Ủa, xong mấy cái hộp của anh giống hộp tôi vậy. Làm như bắt chước tôi sao? Bậy bạ không. Bên ngoài không quan trọng, quan trọng là bên trong nó khác nè. À, nói nghe nè. Cái gì vậy? Ê, hít thử. Hít cái kia kìa, tự nhiên đi hít cái đồ đó. Đồ này tôi mới sơn, nghe mùi sơn không? Thơm không? Trời ơi, hít vô một cái đầu óc nó thư giãn dễ sợ. Này, là gì vậy? Đây là chiếc hộp thần kỳ do tôi sáng tạo lên á. Vậy á hả? Ừ. Chà, tôi lấy hộp cho. Ê, đâu ra vậy? Cái này tôi làm tặng cho khách hàng nha. Còn trà là tôi chụp nguyên bộ hình miễn phí rồi nha, do đó trà không có phần. Thì cho mượn đi, cho mượn một cái đi, rồi vài bữa trả lại. Thôi lấy cái hộp về đi nha. Coi như quà trung thu, không phải hộp này hư rồi. À gì hả? Hộp nào? Bỏ vô lại. À rồi. Hộp nào cũng có hết á. Rồi, hộp này. Cảm ơn nha. À không, hộp này không thích, tôi thích cái hộp nào giống tôi. Hộp này. Cảm ơn nha. Tạm biệt. Đi nha. Cái gì vậy? Anh Phong, em thấy hả, trà là một người rất khó tính, nhưng mà đối với cái hộp này rất là thích thú. Hay là em với anh hợp tác kinh doanh đi. Kinh doanh? Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.